Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi gọi ngay MangoTour 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Người nhà công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức lời kể của một trong những nhân chứng, và nhờ cái cô bé này kể thì bây giờ chúng ta mới biết được là đầu đuôi là tại sao khi mà lúc nào Cole Gray đã nổ súng bắn. Thì như chúng tôi thưa đó thưa quý vị, là nhờ cái sự nhanh trí của một cái người học sinh ở trong cái lớp đó, mà cái lớp đầu tiên, lớp toán của Cole Gray đó, các em này đã thoát được. Nhưng mà bởi vì không vào được cái lớp này, cho nên Cole Gray nhanh chóng đi vào trong cái lớp kế bên. Và những người ở trong cái lớp toán này họ nghe là chỉ tích tắc thôi, khi mà y thấy y không vào được đó, lớp học họ tắt đèn, họ thụp xuống, là y bước qua bên kia. Thì cô bé này kể chỉ trong vòng 5 đến 10 giây sau thôi là nghe một cái tràng súng nổ vang lên. Tin là lúc đó y bước vào cái lớp kế bên, bởi vì không có đóng cửa cho nên là y đã tha hồ y nổ súng. Thì cuối cùng hậu quả là có 4 người chết thưa quý vị, trong đó có 2 học sinh và 2 giáo viên và 9 người khác nữa bị thương. Cole Gray chỉ ngừng lại khi mà có 2 người, họ gọi là school officer, cảnh sát, nhưng mà chắc trực ở trong cái trường này, nhanh chóng chạy vào. Thì y biết là nếu như mà y không ngừng là y sẽ bị 2 người cảnh sát này nổ súng liền, cho nên y thả súng xuống và giơ tay đầu hàng. Và thưa quý vị, ngay sau khi mà bị bắt như vậy đó, thì phía cơ quan cảnh sát rồi các nhà điều tra FBI họ mở cái cuộc điều tra. Thì cuối cùng FBI ở tại Georgia đó, họ đưa ra một cái thông báo sáng ngày hôm nay xác nhận là vào năm ngoái tháng 5, FBI Georgia đã từng tìm đến nhà của Cole Gray để mà điều tra. Tại vì năm ngoái có người báo là trên mạng, quý vị cũng biết có rất nhiều những cái forum của những cái tay mà giống như tinh thần có vấn đề rồi bạo lực súng đạn rồi đó, y hay cho bọn chúng hay có những cái forum riêng của mình và thường giống như vẽ ra những cái viễn cảnh sẽ thực hiện những cái vụ nổ súng. Thì FBI họ nhận được tin là có những người có thể là lúc đó Cole Gray đưa giống như là quá chi tiết là ở đâu, thành phố nào, vân vân. Thì có người báo cho FBI và họ điều tra. Thì thường những cái nên lên nói như vậy đó, FBI họ rất dễ tìm ra được cái IP address của cái địa chỉ nào. Thì tùy theo cái mức độ nặng nhẹ của những cái lời viết đó mà họ sẽ tìm đến. Thì lúc đó FBI họ xác nhận là lúc đó họ đến tìm là họ có thẩm vấn luôn vừa Cole Gray và cả người cha của y nữa. Thì FBI nói là ông ba của Cole Gray đó, trong nhà có rất nhiều súng, súng săn đồ, nhưng mà ông khẳng định với cảnh sát khi đó là ông khóa rất kỹ lưỡng, không có cách nào đứa con trai nó có thể lấy được mà giống như không có ông ở nhà. Và Cole Gray lúc đó thì cũng chối là giống như y chỉ viết tầm bậy tầm bạ thôi. Thì phía FBI họ nói là lúc đó họ không còn một cái giống như bằng chứng nào nữa, không có thêm cái nguyên nhân nào để mà không lẽ vì những cái lời mà viết chưa có căn cứ để mà đi bắt một đứa nhỏ lúc đó năm ngoái là mới có 13 tuổi thôi. Cho nên họ nói là họ đã bỏ cái tên của Cole Gray vào danh sách cần theo dõi của FBI, đã từng bị FBI tìm đến, và họ cũng báo luôn cho nhà trường của Cole Gray biết. Nhưng mà thật sự ra báo như vậy và không, nhà trường bây giờ không lẽ làm gì, bây giờ không lẽ đuổi học chỉ vì những cái lời đó. Nhưng mà không có ai ngờ được là năm ngoái ghi những cái lời đe dọa như vậy mà năm nay thật sự đã vác một cây súng AR-15 đi vào trường và nổ súng như vậy. Thì đến bây giờ cái nguyên nhân mà y nổ súng thì y vẫn chưa khai với lại cảnh sát. Nhưng mà phía cảnh sát và các nhà điều tra đó, họ nói là họ phỏng vấn hết tất cả những bạn bè ở trong trường. Thì họ có một cái bức tranh lờ mờ là cái
các bạn đó nói là Cole Gray vốn là một người vô cùng kiệm lời, không có bạn bè gì ở trong trường hết. Thì quý vị cũng biết, chúng ta coi phim đó, nhớ cái phim Mỹ hay giống như là stereotype một cái loại người là cứ im thì thường là những cái người rất là nguy hiểm. Thì họ nói là cũng không phải đúng 100%, nhưng mà cái xác suất nó rất là cao. Thì trong trường hợp này nó đúng như vậy. Các bạn nói là cậu này không có thích nói chuyện chút nào hết, nói chuyện cũng chỉ là thường là những cái câu yes hay no mà thôi. Và có vẻ như là cũng đã từng bị bạn bè chọc ghẹo, bully bởi vì cái tính kiệm lời này, cho nên có thể là bị bully một thời gian dài mà lại đi lên những cái forum, những cái trang mạng online mà bạo lực quá độ, cho nên khiến cho cái tinh thần có vấn đề. Vâng, thì FBI và nhà trường cũng xác định 4 nạn nhân, trong đó thêm 7 người khác hoặc là 9 người khác bị thương, tùy trường hợp. Nhưng mà 4 nạn nhân, và bức ảnh hồi nãy Thảo Yên đưa ra trong đó cũng đã xác nhận đây là Cole Gray, người da trắng. Đây là bức ảnh cũ, bây giờ là 14 tuổi rồi, thưa quý vị, học lớp 9. Thì đây là 2 nạn nhân, đều là giáo viên toán. Cô giáo tên là Christina Eremy, 53 tuổi. Học sinh mô tả cô là một người rất là kiên nhẫn lúc mà dạy học cho các em và chuẩn bị bài vở vân vân rất là chu đáo. Thì đó là những gì mà giáo viên trong trường cũng như các học sinh mô tả lại. Còn ông thầy giáo thì mới 39 tuổi thôi, Richard Aspinwall, 39 tuổi, vừa dạy toán và cũng là người huấn luyện viên bóng bầu dục của trường, và được các thành viên trong đội bóng bầu dục á, football đó, ca ngợi, vui vẻ. Thì cả hai đều là dạy toán, thì người ta đang tìm hiểu động lực. Và bởi vì thằng bé nó im quá đi thì không biết được nó có khai động lực hay không. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu một phần đó là từ những cái tác động trong lớp học. Đặc biệt hai đứa bé mà hắn giết luôn nó cũng 14 tuổi, là con trai Christian Agulo. Một là Christian Agulo, đứa thứ nhì là Mason Shepherd. Mason và Christian. Một đứa Mason thì lại khác, gia đình mô tả đứa bé này nó dễ thương, nó giỏi lắm, nó không có bắt nạt những đứa khác. Thì không biết được thằng này nó vào xong rồi nó đang giận dữ cái điều gì đó. Lẽ đương nhiên đã lên kế hoạch từ trước, và vì thế chiếu theo luật, Georgia là một tiểu bang bảo thủ và có những cái luật rất là khắt khe nhắm vào những tội phạm. Và vì thế mặc dù 14 tuổi nhưng tên này sẽ được Cole Gray sẽ được đưa ra để xét xử như người lớn. Lẽ đương nhiên người ta muốn tìm hiểu động lực như thế nào. Mặc dù là FBI cho biết họ đã theo dõi từ năm ngoái, nhưng mà thưa quý vị, ở Mỹ này đã luật pháp chưa có hành động rõ ràng, cảnh sát không làm gì hết. Cho đến khi thực sự, thậm chí những cái lời đe dọa cảnh sát cũng không làm gì được, cho đến khi có những cái hành động tấn công, lúc đó cảnh sát mới can thiệp, rồi dẫn đến việc truy tố nếu có. Cho nên phần lớn ở tại Mỹ này, những cái vụ bạo động là bắn rồi thì cảnh sát mới can thiệp. Thì động lực bây giờ tìm kiếm, ai cũng hỏi why, tại sao, nhất là những gia đình của các nạn nhân này. Một lần nữa, cái vụ thảm sát này chắc chắn là sẽ có cái tiếng nói, nhưng tuy nhiên cả hai ứng liên quan tới chính trị đó, thưa quý vị, cả hai ứng viên tổng thống, bà Harris cũng như ông Trump, đều lên án cái vụ bạo lực này. Nhưng mà khổ nỗi đó, cái văn hóa về súng đạn nó sẽ tiếp tục. Thì cái câu hỏi đặt ra là các gia đình, tiểu bang Georgia là cũng tiểu bang rất là rộng rãi trong cái việc mà sở hữu súng ống. Vâng, các tiểu bang bảo thủ thường là như thế. Nhưng mà phần lớn những người mà họ có súng đó thì họ sẽ bảo vệ cái hiến pháp tù chứng án số 2 của họ là quyền sở hữu súng ống. Họ sẽ tuyên bố súng không giết người, chỉ có người đi giết người. Nhưng mà trường hợp đứa bé 14 tuổi này
nếu trong nhà bố của nó không sở hữu súng và nếu bố của nó thực sự là cẩn thận trong cái việc sử dụng súng ống. Trong trường hợp có những cái vụ nổ súng khác, chúng ta cũng biết đó, ngay cả ông bố cũng mang đứa nhỏ đi huấn luyện để nó bắn súng, tức là tập cho nó bắn súng. Nhưng mà rồi sau đó nhờ cái việc tập luyện đó, nó mang súng vào và bắn chết nhiều người hơn nữa. Thì trong trường hợp này, động lực đến từ đâu? Có phải là bị tấn công ăn hiếp, bị nói xấu thôi? Hoặc là bị dốt toán? Dốt toán quá cho nên bị trêu chọc, cho nên hận quá đi vào để giết luôn hai cô giáo và thầy dạy toán trong lớp luôn. Mọi người đang chờ đợi để tìm hiểu xem coi là động lực giết người như thế nào. Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo.